Đây là đài phát thanh đắc lề sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ. Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4267 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn nhà báo CB Nguyễn Hữu Vinh do Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình là chuyên mục Đất Nước Đứng Lên với bài viết của Đoàn Bảo Châu. Bao giờ phần trăm cán bộ ở Việt Nam có lý tưởng phục vụ đất nước? Và sau cùng là phần bình luận của Trương Văn với tựa đề Đối ngoại vẫn có thể như tre một cây. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh Trần Long Phê, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị phế truất. Đúng như tin đồn loan đi từ vài hôm trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước tại hội nghị bất thường chiều 17 tháng 1. Tin trên được các báo đồng loạt đăng tải với diễn ngôn rằng ông Phúc có nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Thực chất, ông đã thất bại trong cuộc chiến quyền lực với phe phái của Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng có đoạn đánh giá về ông Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng nói ông Phúc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Sau khi vụ Việt Á bị phanh phui, công luận đã nhắc nhiều đến vai trò của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, như là người giữ vai trò trùm sỏ trong đường dây tham nhũng này. Không rõ sau khi mẹ tốt các chức vụ, ông Phúc có bị đồng chí trong đảng đuổi cùng giết tận như tống giam hoặc chung số phận với người đồng cấp Trần Đại Quang hay được hạ cánh an toàn như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phúc được bầu làm Chủ tịch nước ngay sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản ngày 5 tháng 4 năm 2021, sau khi được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Ông đã trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu làm chủ tịch nước kể từ năm 1945. Bà Đặng Thị Huệ ra tù. Bà Đặng Thị Huệ tức Facebook Huệ Như vừa mãn án tù hôm 16 tháng 1 năm 2023 sau 39 tháng bị giam cầm. Bà Đặng Thị Huệ sinh năm 1981, quê tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, bị bắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2019. Với cáo buộc 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng. Gia đình bà Huệ cũng như với hoạt động nhân quyền đều khẳng định 2 tội danh trên là bịa đặt và bà Huệ phản